Thì ăn còn nhiều. Đấy, qua đây rồi. Đây. Các bạn có thấy TH Trumio không? TH Trumio nó qua đây nè. Có hai doanh nghiệp Việt đó là Vinamilk là qua đây là Ancomil. Còn TH Trumio vẫn để nguyên nha bạn. Chưa có chắc như nhập vào khẩu á. Đây là hai cái doanh nghiệp Việt Nam đã qua tới cam này các bạn. Đây là trống. Bạn thấy cái on mo bên này thế nào?
nên nó so với ăn ở Việt Nam thì nó nạp thì mỗi anh em ăn được có một ăn xếp và cho mình không mình ở dưới nhà. Đây là khu vực ăn uống các bạn. Đây là thực phẩm của Cam nè. Ngon em nè. Và tôi đã chú ý với sự nghe bàn chân và tôi đã đi chú ý với các bộ dân. Ây, các theo dõi bàn bóng bóng của các đại bàn chú ý với sự phô lộ bàn bàn chú ý với sự phô lộ bàn 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 b